Có điều gì đáng sợ ở thang máy thứ 100 mà khiến cho Sammy và hội chim lại sợ hãi tới như vậy? Có vậy thôi mà cũng sợ hả? Thôi được rồi, mình sẽ rủ Simmy và Sammy lên tầng thứ 100 của thang máy để xem trên đó có bí ẩn gì. Nhưng mà mình đã sai khi lên tới tầng 100. Cái thang máy này là nó có lời nguyền thiệt hả mấy bạn ơi? Xin lỗi mọi người nha. Trời ơi, Kai ơi, tại sao Kai lại tới cái thang máy tầng thứ 100 chứ? Trời ơi, đây là thang máy không được vào. Ai biết đâu. Tại vì Kai nghĩ là cái chuyện này làm gì có thiệt đâu, cho nên là Kai mới vô thử, nhưng mà ai ngờ. Trời ơi, mình đã sợ ma rồi mà Kai còn ngủ mình vô chỗ này nữa. Chẳng nào ông muốn tôi vậy là bị mấy con ma bắt cóc ở đây. Yên tâm, tôi là gọi là Nam Nhi đại trượng phu duy nhất ở đây. Tôi sẽ giải cứu hai người ra khỏi cái chỗ này, nhất định là như vậy. Còn nếu không ra được thì thôi. Mà Kai biết muốn thoát khỏi chỗ này biết làm cách nào không? Làm cách nào? Bây giờ mình phải làm cách nào đây? Chính là phải đến tới thang máy tầng thứ 100 muốn thoát khỏi chỗ này, hiểu chưa? Ok, không sao đâu mọi người ơi. Bởi vì á là mình là con trai ở đây nên là mình sẽ giải cứu mọi người. Và nếu mà các bạn á mà có tin rằng là Kyren sẽ làm được thì đừng quên giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vô thang máy rồi nào. Nào, không sợ gì hết. Ôi, không biết gì xảy ra với thang máy tầng thứ 100 đấy mà. Ê. Tự nhiên vô đây cái sợ nha, vô đây mới bắt đầu thấy sợ nè. Rớt rồi kìa. Thấy cái thang máy chưa? Rồi bây giờ chuyện gì xảy ra đây? Thang máy ơi. Vâng ơi, mở cửa ra. Ôi. Mày nhớ các bạn ơi, dung nham sẽ tăng lên trong vòng, trời ơi còn mấy giây nữa. Cái gì vậy? Trong này có Ê cái gì vậy? Ê ghim đó. Nó đúng chơi gian luôn á, mình bỏ vô mà. Dậy lên mọi người ơi, dậy lên, coi chừng lava nó sẽ dâng lên là chúng ta sẽ bị cháy mất đó. Trời ơi. Tôi chưa thấy gì thế, tụi mình chuẩn bị cháy thiệt mà. Oh no. No. Trời ơi, có bị thiệt rồi. No. Thì ra là như vậy. Ui, mình đã quá xem thường cái trò chơi này rồi các bạn. Thấy chưa, cái phòng nó ngập tràn trong lava đấy bạn. Kìa dễ dàng nó cho nó lòng bông. Ôi, tiếng cười. Thần tượng em. Ủa, Kai ơi, trong thang máy gặp thần tượng em kìa. Ủa, gặp fan kìa. Chào em nha, thì ra em là thần tượng. Ê, con bé đó là fan của chị mẹ Simmy ba. Bà nhau cho tôi nhìn sao rồi đó bà đã như vậy hả? Bé này dễ thương nghe nhìn. Kìa bạn ơi. Thôi chậm thôi, bây giờ thang máy nó đang bắt đầu kêu nữa rồi các bạn ơi. Không biết thử thách tiếp theo sẽ là gì nữa đây. Tôi thua vậy? Cái gì vậy? À tôi biết rồi. Tôi nghĩ tôi... Không, tôi sợ lắm, trời ơi, sợ lắm. Này là không nên chạy tới nè. Thôi, chắc không, thôi, bây giờ người ta bảo trong góc tối như này không được chạy ra, thế nào cũng gặp chuyện kỳ lạ, hiểu không? Mình cứ đứng như mày đúng đi rồi. Bây giờ chúng ta đứng yên trong đây nha. Người ta đâu có câu là đi đêm có ngày gặp ma mấy bạn. Trời ơi, ra cái gặp ma thật luôn á, trời ơi, ghê lắm. Đi đêm có ngày gặp đêm, vô. Điều gì đây? Có gì đang gì ra không? Cái tớ hiếp ảnh một con mèo ở trong hành lang cho đỡ sợ đúng rồi, chúng ta sợ. Thấy sợ. Em tối ra con kia tớ. Đứng thôi. Tôi mới nghe một tiếng la gì đó. Vậy là có nghĩa mình ra kia là con quỷ kia nó ăn thịt mình đó chưa? Đúng rồi, cái này là một cái cú lừa các bạn ơi. Nó để lừa coi là ai sẽ ra ngoài đó. Trời ơi, may quá. May mà có hai con người kinh nghiệm ở đây không dụ mình ra ngoài kia. Tôi là hôm qua tôi mới quay một mình xong tôi ngồi tôi hét hết mình luôn mà. Wow. Em có thấy không? Em được 1.500.000. Cái được 50. Tôi được 1.000 luôn. Ủa vậy là mỗi... Em mỗi lần mình qua một thử thách là mình sẽ được tiền cay. Ui vừa làm thử thách vừa có tiền. Ê tự nhiên cái giờ mình thấy hết sợ. Từ. Có nhạc là sao? Nhảy.
Simi nhạc nó bắt đầu kinh dị rồi. Cho nó tắt nhạc rồi. Âm nhạc kết thúc, trò chơi bắt đầu. Ủa? Ê, cái này quen rồi. Không biết cái này là cái gì. Ở ngoài chỗ này của chúng ta là có vẻ như là một cái bãi đổ em, xe. Em thấy quen lắm chị. Thường thường ở trong cái khung cảnh này nó sẽ có mấy con quái vật xuất hiện nè. Phải không? Vấn đề là ở đâu nè? Từ đi tìm coi. Ơi cái xe này giờ mình ra mình lấy chiếc xe mình chạy thoát ra khỏi đây được không? Đâu này có cái mộ, cái đâu này có cái mộ nè. Ui nhìn kinh dị. Ui vậy xe không? Ui vậy? Zombie vô đầu mày. Tao đá vô đầu rồi. Ấy vậy? Ấy à, em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Ấy à, chị Zombie ơi. Ấy à. Ôi ôi. Cái ơi, cái sắp chết rồi, cái sắp chết rồi. Cứu cây, cứu cây. Nó đuổi của em. Hết nhạc rồi, hết nhạc, hết nhạc. Hết nhạc rồi. Yeah. Tụi này, mày có bảo tụi mình cái gì ta? Ok, xin cái bảo bờ với hồ chim ok. Không sao cả. Lợn nhau đây, tụi mình lợn nhau. Thật ra là nãy là tôi diễn xuất thôi. Ai sao? Lên TV thôi. Mẹ này dễ thương à. Bây giờ cái thang máy lại tiếp tục rung. Thử thách gì tiếp theo đang chờ đợi đây? Rồi. Ê đâu, ê khoan, Phong Cận từ sao ở đó vậy? Tôi giống Phong Cận đó ở đây đâu. Cái thứ hai vậy? Tôi đang thấy một cái người nào đó màu tím. Trời ơi, Phong Cận chắc chắn là trời ơi, tại sao Phong Cận ở đây mà không có ở đây thì sao quay xuất hiện ở đây? Phong Cận giả là vậy. Alo, bạn ơi. Còn tôi thấy trong tâm trai tôi. Ê, tôi hình như tôi mới hàng Jason thì phải. Ủa đâu? Jason. Kẻ giết người thứ 6 ngày 13. Jason à? Đây đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu. Trời ơi, Jason hại em trai tôi, em trai ơi. Jason hại Phong Cận. Nhưng mà mình không tiếc lắm. Trời này đứng đây là bị anh Jason bắt nạt mà không ai cứu luôn, thiệt. Tôi luôn á. Tôi quá. Xem đi heo cay nè. Xem đi heo cay nè. Heo cay nè. Jason. Trời ơi, cay dựng vô cái thằng sát nhân luôn. Ê, không đổi. Chạy đi. Ê, mọi người, tôi đang đứng trên cái lều mọi người. Cái gì đây các bạn ơi? Ở bên trong đây của chúng ta là một cái gọi là TV. Và bên trong đây là một... Ui, có cái lưỡi cua ở đây nè mọi người. Ê, sẽ có một người sẽ trở thành sát nhân. Ê, chạy đi. Phải không? Phải, chắc chắn luôn. Trời này nhìn quen rồi, từ tôi đi trốn trước đây. Tôi vô. Có cái TV này là gì? Mình sẽ đứng ở đây. Ủa? Mình coi thử là cái TV này nó chiếu gì. Ủa, nha. Ủa, sao cái mặt? Ủa, sao cái mặt gì vậy? Ủa, mặt mình bị mặt gì vậy? Tao muốn chơi game. Tất cả các người đều đã bị mất. Jolly. Tìm chìa khóa. Tìm. Chìa khóa đâu? Không có. Vừng ơi, mở đi. Chìa khóa. Ủa, không có, chết rồi. Cái này được chú ơi. Ủa, sao vậy cái? Ủa, gì em kiếm được rồi hả? Trời
Yeah. À, vậy là mình phải lấy chìa khóa, mình mở cái mặt nạ ra chứ, khi cái mặt nạ nó kẹp đầu mình cho nó sạch bét. Thật ra là tôi là tôi tìm được chìa khóa, nhưng mà trong giây phút cuối cùng mình lại không gọi là kịp bấm vô cái chìa khóa đó. Trời ơi, tiếc ghê luôn á, cây sẹp dẹp luôn, dễ sẹp bét luôn. Ê, mấy bạn có thấy không, hồi nãy giờ nha là mình đều bảo là mình sẽ bảo vệ hội chim, nhưng mà có vẻ như là giờ tôi hơi phế gì vậy. Có vẻ chị em có thể vượt qua nhiều thử thách hơn hội anh em vậy. Không sao, làm lại, vẫn còn nhiều thử thách. Chúng ta vẫn chơi đến tầng thứ 1 đây, tầng này sẽ có một kẻ giết người, bạn có muốn chơi với kẻ giết người hay không? Tôi không biết. Sao vậy, chạy khỏi ca. Ôi vậy là con người bị giết người á? Không, là okay. Cái cài bật chết đúng không? Cài bật chết. Cài bật chết luôn vậy. Cài đâu có bắn gì đâu. Quái vật chú hề mấy bạn ơi. What the hell? Cai đúng không? Cai bấm cai đúng không? Cao, không phải là cai. Ủa? Không phải cai. Là người khác các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, nhìn kìa. Chú hề nó đang đuổi theo kìa. Oh my god. Chú hề nhìn tội quá. Chú hề nhìn khỏe vậy chú hề. Tại sao nhìn nó không thấy đáng sợ mà nhìn nó hài á mấy bạn ơi. Đáng thương quá bạn, nhìn thì đáng thương. Các bạn nhìn thử cái cách mà chú hề nó đang cố gắng đuổi theo một người chơi để tìm gì. Ôi chú hề tội nghiệp. Ôi chú hề tội nghiệp. Ôi. Không như vậy tội nghiệp chứ. Em xin lỗi anh. Chạy chậm lắm, chạy chậm lắm, ông chạy chậm lắm, coi kìa chạy chậm cơ đây. Ôi. Ông tiêu diệt được người kìa. Ê ông tiêu diệt được người nữa nha. Yeah. Đúng quá. Đúng quá. Cái mà bật chết là cái biến thành gọi là chú hề. Trời ơi, nghe cái trò này chắc chết. Rồi, ê, trò này là như là mình chơi là có tiền thưởng đúng không cái trong phim á. Ồ đúng rồi bạn ơi, cái trò này là cái trò gọi gì ta, gì à, đèn đỏ, đèn xanh nè. Ô cái trò này thì gọi là quá là dễ với mình luôn. Cái nhắc trước nha cái trò này nó nhạy cảm lắm cây ơi. Đúng rồi, nó nhạy cảm lắm. Trời ơi, cái phải nghe lời đứa nói chứ đừng nghe cái tiếng đèn đỏ, đèn xanh nha, nhắc trước đó, hiểu không? Gì hả? Rồi. Dừng nha. Dừng. Trời ơi. Trời ơi, mình đai luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ để coi xin sao làm được gì. Ok, bây giờ là mình đã có cơ hội làm lại rồi các bạn ơi. Ok, đứng yên. Theo kinh nghiệm của Simi và Sammy, mình sẽ đứng yên. Phải nghe lời nói. Có. Ok. Trời ơi, gì? Ê, con nhỏ búp bê này nhìn hơi xấu nha. Sao đèn đỏ lâu vậy? Lâu vậy? Ôi, sao cái bộ không thích á? Ôi, ông kia đóng xôi luôn. Rồi, ông kia ông về đích rồi mà ông vẫn bị tiêu diệt. Rồi, đứng dậy. 20 giây. Ủa, lấy cây, cô lấy cây. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Sao không có 15 giây vậy? Mày em không di chuyển đây, không di chuyển đâu. Em không di chuyển, sợ lắm. Chibia sầm no. Mì ta. No. Ảo vậy. Tôi vẫn thành công. Trời ơi. Pha đó là ngàn cân treo sợi tóc đó bạn. Trời ơi. Ảo thiệt nha, phải đi ảo nha. Ôi ghê vậy. Ảo liền, sợ liền, sợ liền. Trời ơi, ghê chưa. Ê, mày là tin tưởng về rồi, còn gì chơi nữa mọi người. Đúng rồi, trời là 400 mấy tỷ. Nhưng mà vẫn chưa được. Đúng rồi, vẫn chưa đi thăng máy tầng 100. Chưa đi thăng máy tầng 100. Đúng rồi, mới thăng máy gọi là 87 đến 8 thôi. Chưa đến thăng 99% mấy bạn ơi. Hồi nãy giờ là chắc là tụi mình đang tới thăng máy 90 rồi thôi các bạn. Tên giờ tiếp theo được. Ê, cái gì đây? Bà Granny nè các bạn ơi. Anh ơi, sao mà lùng vậy bà? Tôi hiểu mọi người ơi. Có vẻ như là cái thang máy 100 tầng này là nó sẽ dẫn chúng ta đi gặp tất cả những cái loại quái vật mà chúng ta đã từng chiến đấu luôn rồi. Em mọi người thường thường là mình sẽ rất là sợ bà Granny, nhưng bà này là mình thấy hơi mắc cười mọi người. Thế bà này chắc chưa uống sữa nhiều mà hơi lùng. Ui. Có chủ quan mọi người. Ơi, các bạn có nghe thấy cái tiếng gì không? Mình nghe thấy một cái tiếng la nào đó, hình như là của bà ngoại Granny thì phải. Trời ơi, tiếng quay giật chứ bà gì trời. Rồi tao quay giật chứ bà ai mà la vậy? Ê sao khói dữ vậy? Ồ, hình như là bà này bà sống. Sống như ngạo. Bà Granny! No, go, chạy ra khỏi nhà đi mọi người. Chạy ra khỏi nhà đi.
Granny, mình thấy bà Granny, bà đang cố gắng dí Sam mấy bạn ơi. Trời ơi, bà ghét tôi gì luôn hả? Tôi mới làm trò gì đâu. Để em bảo vệ đi. Để em giúp chị, nha. Rồi, lên đây rồi. Bà Granny. Hello. Bà chứ cứ phải leo lên nóc nhà luôn các bạn. Bà cứ đuổi mình hoài luôn á. Ê, 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 ê. Tôi phát hiện là bà Granny này mặc áo rách vậy các bạn. Bà này bà ghét tôi, mọi người ơi. Bà ghét tôi, bà ghét tôi hoài. Trời ơi. Thành công rồi. Trời ơi, khiêu không sao mà không đuổi nữa. Trời ơi, đúng mấy mấy không. Bà leo từ xuống trong nhà, bà leo lên nóc nhà mà tìm chị luôn à. Bà đã kiếm chị rồi. Kiểu như là tiêu diệt được một người hay là đủ rồi đó. Đúng rồi, tôi giết một người là ta không giết ai được hết. Quê mà đã đi giận mình rồi. Cái biết sao không cái? Nghe nói đồn trong thằng máy này mình gặp SCP đó cái. Cái đồn đó hả? SCP luôn hả? Đúng rồi, SCP đó. Cần thằng em, làm sao mà gặp SCP được? Từ từ, bình tĩnh, chị em đừng ra trước. Đừng, đừng ra trước. Ê, thì cái hình này. Ê, Slenderman. Ê, Slenderman kìa. Slenderman kìa. Oh my god, các bạn ơi, Slenderman ơi. Ê, hình như trong cốt truyện mình phải tìm mấy tờ giấy bị lãng quên hay sao, cái nhớ không? Đúng rồi, mình nhớ là trong câu chuyện của Slenderman là chúng ta phải đi tìm cái manh mối. Đó chính là những cái tờ giấy, không biết là trong đây có không ta, nhưng mà mình sẽ đi tìm thử. Có, khó chứ, không có là mình bị chết rồi, bị giết rồi. Đúng rồi, phải có. Gốc kỳ em mãi tĩnh lặng nghèo đó. Slenderman, Slenderman đang gần chúng ta lắm á nha. Ôi, ê cái virus nửa máu rồi kìa cây ơi. Ôi, tại sao lại là tôi hả? Chạy đi, chạy đi, đừng nhìn mắt Slenderman, bây giờ mà nó mất cái không nhìn nhau đâu. Bây giờ mình không nhìn nhau, mình nhìn xuống đất thôi, Đó, đó. Vô đây, an toàn hơn. Oh my god. Trời ơi, rồi kia bà kia bị virus hết máu. Ủa? Ui gì vậy? Sao bà lại bị gì vậy? Ê, chị còn xíu máu thôi Sam. Trời ơi, Sam còn xíu máu rồi. Chết rồi. Ủa sao chị còn xíu máu vậy? Ông Slenderman ơi, ông đừng bắt tụi con mà. Ông đừng bắt tụi con mà. Ê, tính ra cái trận này mình chỉ cần mình chỉ cần đứng yên thôi á mọi người. Trời ơi, đứng yên sao được chứ? Mình đã gọi là quyết định tham gia thử thách này, mình phải làm tới cùng chứ, mấy không? Nhưng mà sợ quá à. Không có gì phải sợ cả. Ok, chờ đợi cái thang máy tiếp theo. Không biết là thang máy tiếp theo sẽ là gì đây. Ủa? Ủa? Sao chỗ chỗ này, là chỗ nào? Chỗ này như kiểu một cái bãi đậu xe cũ. Sấm chớp. Sấm chớp. Ôi trời ơi, em mình gặp thần sấm à. Cái gì? Sấm chớp ơi, thần sấm. Tôi có sấm. Ông trời ơi, ông trời, không lẽ là ông trời đến chân phải. Ê. Gì cái? Như là ceiling hết rồi. Ủa sao cá biết? Sao lẽ được? Ê, sao em nghe tiếng cấp cứu? Ủa nhìn cái xe rỉ nè. Ủa? Hình như là con ceiling hết. Sao cá biết? Chị có thấy gì đâu mà. Tại vì mỗi lần. Ôi. Không, mình không biết là mình có nhìn nhầm không nữa, nhưng mà mỗi lần mà sấm chớp á là mình sẽ thấy một cái con, mình sẽ thấy một cái cây cột nào đó rất là giống con ceiling head đó bạn ơi. Ủa cái tiếng này là gì vậy? Ủa tiếng gì vậy? Không biết nữa. Cái tiếng báo động. Đúng rồi, cái tiếng báo động của con ceiling head. Ủa? Đâu? Ủa? Where are you bro? Ủa? Đó kìa, nó kìa. Trời ơi là nó đi kìa. Oh my god. Oh my god. Ôi trời ơi, cứu con. Ôi mời con các bạn ơi, con sai lệnh hết. Trời ơi, nó bớt cho em luôn hả? Sao nó bớt cho em luôn? Nó đá, trời ơi, nó phanh bánh xe gì, nó đá gì, nó phanh vậy trời ơi. Đó các bạn không, cái con sai lệnh hết này là nó có cái loa to lắm, nên là mình nghe cái tiếng là mình nhận ra nó liền luôn. Trời ơi. Cây hay dữ trời. Ê, mọi người nhìn ở ngoài kia có thanh niên nào đứng yên và như kiểu, hả? Có chuyện gì xảy ra đâu? Thanh đen mất ngoài ống máu luôn kìa. Trời ơi, thằng máy nó đóng lại chân tay nó còn chưa đi nữa kìa. Ok bạn ơi, hồi nãy giờ bọn mình đã sống sót rất là nhiều lần rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thang máy. Nhưng mà để cổ vũ cho mình thì các bạn đừng quên là giúp cho mình đạt được 5.000 like để cổ vũ nha. Nhớ cổ vũ cho tụi tôi nha mấy bạn. Cổ tiếp theo lại tiếp tục được mở ra. Chị này đắp vô cho máy nha, đắp vô thằng máy nha, không làm gì nha. Không có. SCP gì vậy cây? 173. À, cái con SCP này là một cái con SCP hình như là nếu mà mình nhìn vào nó là mình sẽ bị đứng im hay sao á. What? Thật không? Sao? Biết gì? Mày ổn. Đừng nhìn vô nó, đừng nhìn vô.
không nhìn nó hả? Không nhìn, không nhìn. Thật không? Thằng bảy và thằng bảy đóng đi, đừng nhìn nó. Không, không nhìn anh. Không phải thằng bảy nhìn nó. Sorry, nhưng mà phải vào thằng bảy nhìn. Đừng cứ vô. Theo như chị biết là phải nhìn nó chứ không nhìn nó sực mình á. Ờ đúng rồi, phải nhìn nó, đúng rồi, phải nhìn nó. Nhưng mà phải đứng với thằng bảy nhìn đi. Đừng có. Ui, ui giời. Đứng với thằng bảy đi. Đừng có. Còn cái con SCP kia mày ra đây. Mày ra đây. Tao không sợ đâu. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Lui đi! Nó ngay trước mặt mình luôn nè các bạn ơi. Oh, no. Lui đi, chớp mắt cái là đi quá. Trời ơi, cái ơi. Lui đi Sam ơi, lui đi Sam ơi. Chị cũng sợ, chị nhìn nó nè, chị đang nhìn nó. Bị nó dọa một vố luôn á bạn ơi. Ôi sợ quá à. Trời ơi nó tới với mặt gì luôn hả? Không, thật ra là cái cố tình để coi coi mặt nó có đẹp không. Đó. À, cố tình nhìn mà đẹp. Dị quá à. Cửa. Bay lên rồi chạy cao nào bay lên. Chúng ta được đi ra ngoài vũ trụ luôn nè mấy bạn. Trời ơi không tốn tiền luôn các bạn ơi. Ui mặt trời, cái thấy mặt trời không? Vừa đó là chạch luôn. Đây là mặt trời nè, đây là các hệ vũ trụ. Sao thổ rồi mặt trăng tùm lum la bạn ơi. Wow. Wow, bay lên nào. Ê từ từ, nếu bay cao nhìn có bị nhiêu vậy? Chị sợ quá. Ê, hình như cái này là nó bắt chúng ta bay về trái đất đó. Ôi, bây giờ chúng ta bay về trái đất nào. Trái đất ở đâu vậy? Ở trái đất đâu? Ủa, trái đất ở đâu? Cái màu xanh, cái màu xanh đâu? Cái màu xanh nhỉ? Ê, dồi ôi. Ôi, dồi ôi. Vô ép bom bạn ơi. Vô thằng bay, vô thằng bay. Ui, rồi xong giúp ô đó, nó làm mình dính đường các bạn ơi. Nó làm mình dính đường rồi, nó làm mình dính đường, nó đang hút quá. Cái UFO nó đang đúng hút rồi, nó đang hút. À, lực của nó, lực của nó. Cẩn thận, hút vô. Trời ơi. Nhưng mà chúng mày... tôi đã núp vô đây rồi, làm sao mà các anh có thể bắt được chúng tôi hả? Những con xong người... Mấy chục năm, xong mấy chục năm không ngờ bị hút gì luôn hết trời. Ước gì bị hút gì ngoài đời. Trời, nó hút gì nó bắt cây vậy, làm gọi là làm môi sinh luôn cây, ước gì cây. Làm gỏi luôn. Trời ơi. Nó hút lột quá. Sam ơi. Sam ơi. Xin lỗi mọi người. Sam, đây là ước nguyện của em. Sam gọi là. Trời ơi. Tiếng em là gì Sam? Nói đi Sam. Sam đi Sam. Em muốn. Ủa Sam cho đi bà gái cho tao biết đi. Ôi dạ. Thành công rồi. Em xuất đi xong chị bảo ước nguyện của em chuẩn bị ước cái người anh nó cứ định nó lại em xuống luôn. Không cho ước luôn, không cho ước luôn cho nó không em chứa chất con người như mình đấy. Ờ nó không cho mình ước luôn mấy bạn. Ê cai vậy là mình sắp tới trần trăm chưa, chuyện ấy đi chuyện cũng dài á. Đúng rồi, hình như là đây chính là cái tầng cuối cùng luôn nè các bạn ơi. Đây chính là tầng cuối cùng của gọi là 100 tầng. Ok. Ơi cái gì vậy? Ủa bay ra ngoài vũ trụ nữa hả? Đây là bơi. Yeah, tôi về biển rồi mọi người, tôi bơi đây. Trời ơi, Sammy là cá mập. Sammy là cá mập, Sammy bơi được. Bị xanh đưa 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 đưa. Tôi ấu tiếu, tôi biết bơi nha. Tôi biết bơi luôn nha. Ê, có khi nào mình sẽ gặp một con thủy quái ở đây nha. Cái nghi vậy lắm. Ủa sao cái nghi vậy? Tại vì dưới nước mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp một con thủy quái nào đó. Quái vật nào đó đúng không? Thôi vô thằng máy đi. Vô máy cho chắc. Vô thằng máy vậy không vui. Mình phải... Đây đây bơi chỗ em này Sam ơi. Sam đi đây 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 đây. Cai tới đây cai. Tới đây lỡ con yêu quái này xuất hiện. Thằng máy sao chị cũng sợ lắm. Đúng rồi. Ui. Ê. Coi lui lui cái. Ui. Quái vật thủy cái kìa. Oh my god. Ê đúng to luôn á. Đúng to. Chị thấy rõ ràng con thủy quái luôn. Trời ơi, cũng may mà nó chưa nuốt bọn mình luôn các bạn ơi. Đúng rồi, để tầng trăm nè. Nãy đếm lộn rồi. Để qua tầng trăm đây nè. Chúng ta các bạn ơi. Để xem coi là Cameron, Simi và Sammy có vượt qua được hay không nha. Yeah. Rồi, xong cái gì đây? Nút cơm. Cái gì đây? Simi ơi, ghe nút cơm cho cây ăn đi. Ghe mình có TV nữa sao? Khoan, TV gì vậy? Tự nhiên cái khung cảnh này không quay ăn lắm. Rồi cái TV của camera hả? Cái TV kìa coi. Cái TV. Ủa? Từ từ. Ê sao ma nó càng đi gần vậy? Ủa? Ôi 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 ôi. Này là cái gì mà? Phim lắm nè. Cái gì? Ủa? Ê, lùi 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 cái ơi. Lùi 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 cái ơi. Ai? Cái TV cấp điện. Em nghe tiếng gì vậy?
từ từ, tôi biết rồi, em ơi. Trời ơi. Trời ơi, con ma tí em ơi. Mẹ ơi, từ từ. Trời ơi, em cố gắng tiêu diệt người chơi. Ui, nó cười, nó cười kìa. Nó cười. Ui vậy? Ủa, sao nó mùi nấu ăn vậy? À, ủa? Hình như chúng ta hiểu lầm nó rồi. Nó muốn ra đây để nấu ăn cho chúng ta đó. Ừ. Ủa, thật không? À, đúng rồi. Nó muốn ra đây để nấu ăn đó, đúng không nào? Ủa? Thần chăm vậy hả? Ủa, thần chăm như vậy thôi hả? Ê, tôi không ngờ là cái tầng trăm nó đơn giản vậy luôn các bạn. Trời ơi các bạn ơi, cuối cùng là mình vẫn không vượt qua được gọi là 100 cái thang máy. À, nó quá là khó luôn á. Thật sự là trong đây có quá là nhiều quái vật các bạn à. Nhưng mà thôi không sao, ở trong tập tiếp theo mình nhất định là sẽ cố gắng để thoát ra khỏi cái chỗ này nha. Và nếu mà mọi người mà ủng hộ mình thì đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like để mình thêm nhiều động lực nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye.